Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì mọi người có thể thấy trên tay tôi này là một chiếc cục vàng, một cục vàng đi. Cục vàng 24K để tôi đang đánh chiếc nhẫn, hai chiếc nhẫn 4 chỉ cho các bạn cùng xem. Đấy, lâu lâu tôi không quay lại quá trình đánh nhẫn rồi. Thì hôm nay tôi quay lại đánh một đôi nhẫn 4 chỉ cho các bạn cùng xem nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ đánh cho các bạn cùng xem. Đây là dãnh cán vuông này. Và đây là dãnh cán đặt để làm nhẫn này. Rồi giờ tôi sẽ đánh từ từ để cho các bạn cùng hiểu và cùng xem nhá. Đấy. Tôi sẽ cán dãnh này và rồi sang dãnh này. Dãnh này đấy. Đây tôi sẽ cán dãnh này đầu tiên. Càng cán nó sẽ càng nhỏ đi các bạn nhá. Đây và tôi giới thiệu này, giới thiệu qua cái này là cái các bạn khi các bạn cán các bạn xoay xuống, khi tôi cán nó xoay xuống cái này nó sẽ ép xuống này, xoay vòng tròn này thì cái này nó sẽ ép xuống, các bạn nhìn thấy chưa, nhìn cái đoạn này ép xuống chưa. Đấy. Xoay, tôi xoay này thì nó ép dần xuống này, ép kín luôn này và mở lên, xoay là mở ra. Đấy. Xoay là cán như vậy rất đơn giản này, cứ như vậy thì càng cán sẽ càng nhỏ dần đi. Cán này cán mình vừa cán chỗ này xong, xong rồi cán bên này, xong rồi cán bên này, xoay một vòng. Đấy, cứ cán đi nó đều, cán phải cán đều ạ. Nó sẽ nhỏ, nó ép cục vàng nhỏ đi một chút, nhỏ dần đi. Khi cán sẽ xoay phần bên trên này, xoay phần bên trên này. Đấy, thì cục vàng sẽ nhỏ đi. Rất đơn giản thôi. Đánh nhẫn tròn này thì nó là gọi là quá đơn giản rồi. Càng cán nó càng nhỏ ra nhá. Đấy, như vậy là đã cán đủ độ dày của nó rồi. Bây giờ sẽ chờ rãnh này đi cán dẹp. Đấy, các bạn đã nhìn ra hình vuông này, vuông đều này. Tôi cán dẹp cho các bạn xem nhá. Rất là đơn giản thôi, cứ theo bước từng bước làm thôi này, cán dần dần nó sẽ thành chiếc nhẫn. Này, các bạn nhìn thấy khác chưa? Đấy. Nó rất là khác rồi này. Đây nó thành cái mõ hình nhẫn rồi. Đây trên này là mặt phẳng này, đây hai thành này, cán dần nó ép hai thành mỏng đi và dài ra, dài ra đến lúc nó tầm đổ của nó được của nó thì tầm chiếc nhẫn tròn thì cứ cán ra tầm khoảng 56 57, nhẫn bốn chỉ cái cán khoảng 58 là vừa đẹp. 58 mới là 5/8 một chiếc đấy. Càng cán nó sẽ càng đẹp ra, rất đơn giản. Chưa? Mọi người thấy chưa, nó sẽ đẹp ra. Đây tôi sẽ cán dài ra nữa. Càng cán nó sẽ càng dài ra. À. Đây là cái các bạn nhìn thấy phần dưới đế nhẫn rồi này. Đấy, bây giờ phần mặt nhẫn này. Khi cuốn nó vào tay như này, cuốn tròn nó vào. Bẻ cuốn nó vào thành nhẫn này.
Đấy, càng ngày càng dài ra rồi. Tôi sẽ quay cả quá trình cho các bạn cùng xem. Đây có 2 chiếc thôi, nhìn đánh cũng nhanh thôi. Chắc khoảng 30 phút thôi, không lâu đâu. 30 phút là xong 2 cái này rồi. 2 cái 5 chỉ này. Đấy, quên được chưa? Thành nó sẽ là mỏng đi rồi này, rất là mỏng đi rồi. Nó thành bản nhẫn đây này. Dài chút nữa rồi sẽ cắt đôi ra và cuốn vào thành 2 cái nhẫn. Rất là dài rồi. Chưa ai sắp được rồi mọi người ạ. Này. Đấy, sắp thành cái nhẫn rồi này. Vàng rất là mềm, nên bẻ cái là nó dễ ra rồi. Đấy, tôi đo xem nó tầm bay nó sẽ nhé. Đây, khoảng, nó khoảng 11cm là được, gần được 11 rồi, 10 rưỡi rồi. 2 cái 11cm. Cả độ thừa tôi thừa mỗi ít là thừa có 2-3 phân thôi. Đánh nhẫn là thừa 2-3 phân thôi. Nó sắp được rồi. Sắp 11 rồi này. 11 rồi đấy. Được 11 rồi đấy. Thế này là được 11 rồi. Rồi. Thế là xong. Bây giờ sẽ đi nướng đỏ và cắt nó đôi ra. Và vào đấy cân. Cân xong cắt nhá. Cắt xong cắt từng miếng cắt đôi ra nha. Xong rồi bắt đầu mới cân cho nó đủ cân nhá. Chứ không phải là đánh bừa đánh vãi mà xong mà vừa đánh phải có cân có trọng lượng chứ. Nên nhưng mà cái đoạn cân đấy tôi không quay cho các bạn xem thôi. Mọi lần trước thế nhưng đoạn cân này tôi không bao giờ quay. Đấy. Đấy nên là các bạn bảo đánh là phải cân chứ các nhiều các bạn bảo là đánh mà không cân sao anh không cân thì làm sao mà biết được tôi chuẩn à? Phải cân chứ các bạn đúng không? Tất nhiên là phải cân rồi nhưng mà đoạn cân đấy tôi không quay cho các bạn xem thôi chứ. Bây giờ tôi sẽ đi nướng đỏ và cắt thôi. Đây, bây giờ tôi sẽ đốt nó đỏ lên, đốt đỏ cho nó mềm vàng thôi. Đốt đỏ những axit cho nó sạch, nó mềm vàng nữa. Hai yếu tố đấy. Một là sạch, hai là mềm vàng. Cái này chạy bằng xăng các bạn nhé. Cái kho vàng là điều chạy bằng xăng cơ. Đun nóng lên thôi. Không nhúng axit cờ lo. Nhúng vào cờ lo. Nhúng vào nước. Và sẽ cắt nó ra, cắt đôi nó ra thôi. Cắt đôi ra rồi chia hàng. Cắt đôi ra, cắt bỏ phần đầu nó xấu đi này. Đó. Bây giờ tôi sẽ đi vào để tôi cân cho cắt. Rồi tôi sẽ ra rồi làm tiếp cho các bạn xem nhé. Đây là 4 chỉ các bạn này. 4 chỉ đủ các bạn nhé. Đây. Đây, bây giờ tôi đã chia xong 2 cái rồi này. Đó. Một cái để thừa một chút ít này để làm cho nó dễ một chút. Đấy. Mà cắt tại cắt quá tay không nên là nó bị thiếu một chút đấy. Chứ nếu không thừa cũng được. Mà tại tôi cắt quá tay nên nó thừa một chút, nó thiếu một chút nên phải lại thêm một chút vào đây. Đấy. Bây giờ sẽ đi đến phần đóng dấu đây. Đây sẽ đóng dấu đã. Đây, đây là giờ tôi đóng dấu cho các bạn cũng xem nhá. Mỗi khi nó đóng đây này, đấy. Nhưng mà đây nó rãnh nhanh nhỏ thôi. Bình thường thì đóng móng đặt đấy đóng được, móng bự.
nghĩa là đóng được vào đây dấu tâm vẫn này. Đây chỗ mà che màn hình nó mới nổi được chứ, nó này lên này. Đấy. Không lấy nét ở đây được. Bây giờ sẽ đóng vào đây. Đấy, chưa có gì nhá. Tôi sẽ gõ cái tên vào đây như thế này. Đấy, đóng một cái vào là được thôi mà. Đơn giản thôi. Thế. Là xong chữ rồi. À, tâm mẫn này. Đây cho mọi người xem, để lòng bàn tay thì nó mới lấy nét được ở trong lòng bàn tay, vì không thì sẽ lấy nét bên dưới mất. Đây có chữ tâm mẫn 3 này. Nghĩa là vàng bạc tâm mẫn 3 đấy. Ở cái dấu này đó, ở trong vàng này thì chắc là gọi là muôn thuở không bao giờ mất được. Đấy, nó in trong vàng này. Mà nó cuốn vào trong lòng tay nữa. Cuốn như thế này, đấy, cuốn vào lòng tay như thế này thì không bao giờ mất được. Đấy. Và bây giờ đóng thêm dấu 9 nữa. 999, 4 số 9 nữa. Thêm thêm dấu mấy số 9 đây nữa là được. Đấy. À, đóng dấu 4 số 9 nhá. Đấy, là xong, 4 số 9. Đấy, là 4 số 9 nhá, là xong rồi. Đấy, bây giờ tôi đã đóng dấu hai cái nhẫn rồi. Bây giờ có mấy cuốn và hàn nữa xong. Cuốn nó vào thôi. Đây như thế này các bạn này. Vàng nó rất là mềm nha. Cuốn phát là thành nhẫn luôn này. Rất là mềm. Và để nó thích với nhau và hàn cái là xong. Đấy, ví dụ nhẫn tròn này. Đây, nhẫn tròn này. Con này hơi bé, tí nong vào chút. 4 chỉ. Bản rất là to nhá. Đây, tí hàn cái là được. Cái cuốn nốt cái này vào nữa. Rất là mềm thôi. Vàng mà đút nóng này rất là mềm. Mà không đút nóng thì nó vẫn là mềm. Thì đặc tính ở vàng ta nó là mềm mà. Tính vàng nguyên chất rất là mềm. Đấy. Rồi bây giờ sẽ hàn. Bây giờ tôi sẽ hàn cái nhẫn này cho các bạn cùng xem nhé. Đây là vết tôi đã để nó hai đầu chạm khít vào nhau. Và đặt xuống đây. Để hàn thôi. Đấy, chuẩn bị hàn. Bây giờ tôi sẽ hàn cho các bạn. Tôi sẽ hàn đây. Các bạn nhìn thấy rất là đơn giản thôi. Không có gì là khó cả. Đánh nhẫn tròn này đơn giản. Còn nhiều cái khác nó khó khác hơn. Đây là củ vàng lên trên này. Như vậy nó chảy ra là xong. Để nó giữ giữ một chút. Nó tan chảy ra là vừa đẹp. Đấy, xong rồi đấy. Nước nó chảy nhìn như nước các bạn ạ. Rất là bóng này. Để tôi che lại cho nó lấy nét, tự lấy nét ở đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, rất là bóng nhá. Đấy. Hàn xong rồi. Nhúng vào nước. Nhúng vào nước này. Đấy, thế là xong. Xong một chiếc. Bây giờ cho vào cái nong cho nó tròn ra như thế này. Lấy cái nong cho nó tròn ra nhé. Đây. Sẽ trồng cái nong như thế này. Nó sẽ trồng, tự tròn ra. Đẩy nó vào. Đấy. Đấy, nó sẽ tròn ra.
Đấy, các bạn nhìn nó tròn vừa hơn chưa? Để tôi gõ cho mấy cái là nó ra mà. Gõ cái đuôi nong như thế này. Thế là nó tròn ra thôi. Tương đối tròn chưa? Đấy. Giờ chỉ cần láng cho nó bóng và cầm bóng nữa là xong. Rất là đơn giản. Tôi sẽ tiếp tục hàng cái thứ hai. Hàn nút cái thứ hai. Khi gắp vào nó sẽ thành hàng như này. Đốt cho nó chảy ra. Rồi xong rồi. Như vậy cũng đã xong một cái rồi, hai cái rồi. Đây, sẽ nhúng vào nước này. Mình nắn tròn là cứ bóng là xong thôi. Bây giờ chị nhắn tròn cái này đi. Đấy, lấy đút vào đuôi nòng. Gõ nó tự rộng ra. Nó tự tròn mà. Càng gõ càng tròn. Xong cái này nữa. Giờ láng bóng là xong, nhẫn 4 chỉ nhá. Mà các bạn nhìn bản rất là to này. Bản rất là to. Giờ tôi sẽ đi láng bóng. Rồi. Láng bóng hai cái này. Tôi láng bóng nữa là xong rồi. Đến đây láng bóng là xong, cơm bóng là xong rồi. Nhà thảo cờ lo tiếp tục đánh cái này, đánh hai này mất trong khoảng 30 phút các bạn, không nghĩ chắc phải được 30 phút rồi hai này. Thank you.
một cờ lô này. Là xong rồi. Cơm bóng nữa là xong. Đấy, là xong rất, nó cũng rất là bóng rồi. Nó bóng nó gọi là tương đối thôi, chưa được bóng hẳn. Nó vẫn còn chưa bóng đẹp hẳn. Bây giờ sẽ lăng bóng nữa là được là đẹp hẳn. Bây giờ sẽ đi làng bóng nhá, à, đi cườm bóng nhỉ. Làng xong rồi bây giờ sẽ đi cườm bóng. Đây bây giờ tôi sẽ cườm bóng cho các bạn cùng xem nhá. Đây là thanh mã não rồi. Đặt lên vào và cườm như này. Cườm đi cườm lại. Cườm đều hết các mặt của cái nhẫn. Xoay đều, cườm đều. Sẽ rất là bóng, bóng và đẹp. Cầm tay này, đây là cầm tay nhá. Còn cầm máy đưa máy dèo dèo để phát là xong rồi. Đây là cầm tay cho các bạn xem này. Đây một thanh mã não. Rồi thế cầm cầm đấy, tôi nghĩ bóng rồi đấy. Tôi lấy giấy ăn tôi lau thử xem nào. Xem là bóng chưa. Đây. Tôi sẽ lấy giấy ăn tôi thử lau xem nào. Xem là bóng chưa. À, rất là bóng rồi. Đối với cái này khác nhau hoàn toàn các bạn ạ. Hai cái khác nhau hoàn toàn luôn. Một cái bóng lử, một cái. Cái bên ngoài là chưa cườm này, nó vẫn còn lợn gợn này. Cái bên trong cườm rất là bóng này. Càng cườm sẽ càng bóng nữa. Thích cao bóng thì càng cườm càng bóng. Và tay thì không sẽ tay phải mịn, nó không thô. Cườm bóng đeo lại găng tay mà găng tay y tế á. Đeo vào cườm bóng hoặc là lấy có máy được. Đưa vào phớt phát là bóng được. Đấy. Thế là xong rồi. Thế coi như là xong. Thì tôi xin kết thúc video đây nhá. Thì các bạn ấy nếu thấy video này hay thì đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tôi và cho tôi một like nhé. Rồi đấy, cả quy trình nó đơn giản như vậy thôi là xong hai chiếc nhẫn, không mất chắc bớt khoảng 30 phút các bạn ạ. Đấy rồi, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi. Thì tôi xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Và các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để được đón xem những video mới nhất từ tôi nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.